Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập hành trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý khách đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thân mến, trong bài viết này có thể tìm được một phần bản thân mình đâu đó. Thực ra thì có nhiều người bảo trong 7 ngày tới cũng chưa chắc đã tốt. Kênh Minh Đường Tử Vi không bảo đúng cũng không bảo sai. Chỉ muốn nói là 8 tháng đầu năm từng được coi là tháng rất tốt cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Nhưng mấy ai tận dụng được điều đó để thay đổi cuộc sống. Cho nên tháng tốt không có nghĩa là 100% thành công, và tháng xấu hay không tốt lắm không có nghĩa là không làm được gì. Quan trọng là cách bản thân chúng ta ứng đối, luồn lách, xử lý các tình huống và nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự đọc và thật sự ngẫm thì sẽ hiểu xu hướng năm sau như thế nào và bản thân mình cần làm những gì. Suy cho cùng, tháng năm tốt mà không được báo trước, chỉnh mãn rồi cũng lại hết tháng, còn chẳng bằng tháng không tốt nhưng chuẩn bị trước, ứng đối xuất sắc và thành công. Mong quý khán giả khi đọc thì thêm chút thời gian để ngẫm, vì nếu chỉ là bảo trong 7 ngày tới tốt xấu như thế nào, đơn giản thế thì Google cũng có mà thôi, đâu có mất nhiều thời gian của kênh Minh Đường Tử Vi. Mới đây nhất, sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng, đúng trong 7 ngày tới này, nếu như bản mệnh tuổi Nhâm Dần biết cách nắm bắt thời cơ và luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp, tài lộc phất lên như diều gặp gió, nổ lộc trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Trong 7 ngày tới, giúp quý bản mệnh chẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm gia đình và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi trong 7 ngày tới tuổi Nhâm Dần sinh 1962 mà chưa có ai từng tiết lộ, và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời siêu giàu. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Người tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng đầy cảm xúc. Họ là những người sống rất tình cảm và có tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra xung quanh. Có thể thấy rằng cuộc sống của họ như một bức tranh đa màu sắc, nơi mà mỗi gam màu đều mang đến những câu chuyện và trải nghiệm khác nhau. Nhâm Dần là những người đầy tham vọng, họ không bao giờ ngại khó khăn, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Chính sự kiên định này đã giúp họ vượt qua nhiều cơn bão của cuộc đời. Khi nhìn lại, có lẽ ai cũng phải công nhận rằng những người tuổi Nhâm Dần luôn là những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc. Họ có thể mất rất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu, nhưng một khi đã quyết tâm,
họ sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi thành công. Tuy nhiên, đôi khi sự quyết đoán ấy lại khiến họ gặp phải rào cản. Trong các mối quan hệ, họ thường có xu hướng đặt mình lên hàng đầu. Điều này tạo ra những hiểu lầm hoặc xung đột với những người xung quanh. Thay vì dành thời gian lắng nghe ý kiến của người khác, họ có thể quá chú tâm vào việc thực hiện kế hoạch của riêng mình. Nhưng bù lại, khi đã tìm thấy một người bạn tri kỷ, Nhâm dần lại trở thành những người bạn trung thành và tận tâm nhất. Họ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và động viên bạn trong mọi hành trình. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn. Người tuổi Nhâm dần cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Có lúc họ cảm thấy chênh vênh và mất phương hướng, nhưng chính những lúc như vậy họ lại tìm thấy sức mạnh từ bên trong. Từ những bài học mà cuộc sống đã dạy cho họ, những nỗi đau, thất bại hay áp lực đều trở thành những bài học quý giá giúp họ trưởng thành hơn. Cuộc đời của người tuổi Nhâm dần giống như một hành trình dài. Họ liên tục học hỏi và phát triển. Họ không bao giờ ngừng lại ở một điểm nhất định mà luôn muốn tiến về phía trước, khám phá những điều mới mẻ. Họ luôn tin rằng mỗi ngày là một cơ hội để bắt đầu lại, để làm điều gì đó ý nghĩa hơn cho bản thân và cho những người xung quanh. Và trong những lúc mệt mỏi, khi cuộc sống trở nên khó khăn, họ luôn biết cách tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị. Có thể chỉ là một buổi chiều thư giãn bên gia đình, một cuộc gặp gỡ bạn bè, hay đơn giản là những giây phút lặng yên với bản thân. Họ hiểu rằng cuộc sống không chỉ là chạy theo những mục tiêu mà còn là thưởng thức từng khoảnh khắc đẹp trong hành trình đó. Cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần không chỉ là câu chuyện của bản thân họ, mà còn là hành trình sẽ chia với những người xung quanh. Họ là những người truyền cảm hứng, luôn mang lại sức sống cho những ai may mắn được gặp gỡ. Đó chính là sức hấp dẫn của người tuổi Nhâm Dần, những chiến binh dũng cảm trong cuộc sống, luôn tìm kiếm ánh sáng dù có phải đối mặt với bóng tối. Trong lĩnh vực tình cảm, tuổi Nhâm Dần cũng không thiếu những thăng trầm. Những mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt lại gặp phải sóng gió. Có thể là những bất đồng trong quan điểm hoặc đôi khi là sự thiếu thấu hiểu từ cả hai phía. Họ thường đặt kỳ vọng cao vào người khác và khi không đạt được điều đó, họ cảm thấy thất vọng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, Nhâm Dần lại tìm thấy sức mạnh nội tại để đối diện với chính mình. Họ hiểu rằng tình yêu cần sự nỗ lực từ cả hai phía và họ sẵn sàng thay đổi bản thân để làm cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Về mặt tình cảm, tuổi Nhâm Dần là những người lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Họ thường mơ mộng về một tình yêu đẹp, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng tình yêu cần sự cố gắng và nỗ lực trong các mối quan hệ. Họ thể hiện tình cảm một cách chân thành và sâu sắc, luôn cố gắng duy trì sự gắn kết với người thân yêu. Dẫu cho đôi khi có những lúc bồng bột và nóng nảy, nhưng sau cùng họ vẫn biết cách hàn gắn mọi thứ bằng sự chân thành. Một điều thú vị ở người tuổi Nhâm Dần chính là khả năng sáng tạo và đam mê nghệ thuật. Họ thường có những suy nghĩ độc đáo và cách nhìn nhận vấn đề khác biệt. Chính vì thế, nhiều người tuổi Nhâm Dần thường chọn con đường nghệ thuật hoặc những lĩnh vực sáng tạo để phát huy khả năng của mình. Họ yêu thích những điều mới mẻ và không ngại thử nghiệm những điều chưa từng thấy. Thêm vào đó, sức khỏe cũng là một vấn đề mà họ không thể bỏ qua. Cuộc sống bận rộn với công việc và trách nhiệm gia đình đã khiến nhiều người tuổi Nhâm Dần bỏ quên bản thân. Họ thường xuyên làm việc quá sức và đôi khi phải trả giá cho những lựa chọn đó bằng những cơn ốm đau, những lúc sức khỏe yếu. Họ mới nhận ra rằng bản thân là điều quan trọng nhất. Sự nghiệp có thể xây dựng lại, nhưng sức khỏe là điều mà họ cần trân trọng và chăm sóc hơn. Vượt qua tất cả những thách thức đó, người tuổi Nhâm Dần không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn khôn ngoan hơn. Họ biết cách nhìn nhận cuộc sống bằng một cái nhìn tích cực và coi những khó khăn như là những viên đá quý trong hành trình trưởng thành của mình. Họ học cách yêu thương bản thân, trân trọng những người xung quanh và luôn sẵn sàng mở lòng với những cơ hội mới. Cuộc đời Nhâm Dần chính là một hành trình đầy màu sắc với những cung bậc cảm xúc phong phú. Họ không chỉ là những chiến binh kiên cường mà còn là những tâm hồn nhạy cảm, luôn biết cách sẻ chia và yêu thương, dù cho những cơn bão có mạnh mẽ đến đâu. Họ vẫn vững vàng bước tiếp với niềm tin rằng ánh sáng cuối đường hầm luôn chờ đợi những người dũng cảm không bao giờ từ bỏ. Người tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Trong cuộc đời họ, những khó khăn và thách thức giống như những cơn sóng lớn không ngừng ập đến, thử thách lòng kiên nhẫn và sức mạnh tinh thần của họ. Có lẽ điều đặc biệt ở những người này chính là khả năng đối mặt và vượt qua mọi chông gai, biến chúng thành động lực để trưởng thành hơn. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, không ít lần họ đã phải gồng mình để vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể. Có thể là những giai đoạn khó khăn trong công việc, khi mà những nỗ lực không được công nhận và áp lực từ cấp trên đè nặng lên vai.
Nhâm Dần với tinh thần mạnh mẽ, không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, họ lao vào làm việc, cống hiến hết mình và đôi khi phải trả giá bằng cả sức khỏe và tinh thần. Có những đêm trắng không ngủ khi suy nghĩ về các dự án dang dở, về tương lai không chắc chắn khiến họ cảm thấy mệt mỏi và đơn độc. Tuy nhiên, trong những lúc như vậy, họ cũng học được bài học quý giá về sự kiên nhẫn. Họ hiểu rằng cuộc sống không bao giờ công bằng và đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà mình mong đợi. Những lần thất bại, những chao đảo trong sự nghiệp đã giúp họ trưởng thành hơn. Họ biết cách rút ra bài học từ những sai lầm và đó chính là động lực để họ tiếp tục vươn lên. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng trong 7 ngày tới. Trong 7 ngày tới chính là một giai đoạn thú vị và đầy thách thức dành cho những người tuổi Nhâm Dần. Sự tác động của tứ hành xung tạo nên một bầu không khí căng thẳng, khiến bạn phải đối diện với nhiều áp lực từ gia đình và môi trường sống xung quanh. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với những quyết định quan trọng như chuyển đổi chỗ ở hoặc thay đổi công việc. Những sự thay đổi này có thể gây ra không ít lo lắng. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng cũng mang đến cơ hội để bạn tái cấu trúc cuộc sống của mình trong thời gian này. Điều quan trọng là bạn cần dành thời gian để tự suy ngẫm và đánh giá lại bản thân. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng khả năng và hạn chế của mình, thay vì dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Sự tự tin và tinh thần tự lập sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Cuộc sống đôi khi đưa ra những thách thức để chúng ta nhận ra giá trị của chính mình. Hãy xem đây như một cơ hội để trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, sự hiện diện của Nguyệt Lệnh Lâm Thai trong thời điểm này có thể tạo ra những rào cản về tư duy. Mặc dù bạn là người có khả năng và chăm chỉ, nhưng lối tư duy theo thói quen có thể khiến bạn khó nắm bắt được những cơ hội tiềm năng. Điều này có thể làm bạn cảm thấy bế tắc và khó khăn trong việc phát triển mạnh mẽ. Hãy thử nghiệm với những cách tư duy mới mẻ, mở rộng giới hạn của bản thân và khám phá những khía cạnh mới của cuộc sống. Chỉ cần bạn can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ phát hiện ra những chân trời mới đầy hứa hẹn. Đừng lo lắng, bởi trong 7 ngày tới này cũng mang lại cho bạn những cơ hội thăng tiến đầy hứa hẹn. Với sự ảnh hưởng tích cực từ thiên đức cát tinh, nếu bạn biết chớp lấy thời cơ, có khả năng cao bạn sẽ gặt hái được thành công trong công việc. Những cơ hội thăng tiến có thể đến từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng hoặc từ những sáng kiến mà bạn đề xuất. Hãy tự tin vào khả năng của mình và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ dẫn bạn đến những đỉnh cao mới. Đặc biệt, thời điểm này cũng mở ra nhiều cơ hội phát tài phát lộc cho tuổi Nhâm Dần. Nếu bạn đang khởi nghiệp, đây chính là thời điểm vàng để bạn tìm ra hướng đi đúng đắn, tạo dựng được những mối quan hệ kinh doanh bền vững và mang về doanh thu ổn định cho công ty. Hãy dành thời gian để xem xét và lên kế hoạch cho những dự án tương lai. Đôi khi, sự thay đổi trong tư duy và cách tiếp cận sẽ mang đến cho bạn những nguồn cảm hứng bất ngờ. Cuối cùng hãy nhớ rằng, mọi điều trong cuộc sống đều có thể xảy ra, dù cho có những khó khăn thử thách, hãy luôn giữ vững tâm thế tích cực và tin tưởng vào chính mình. Bạn là người nắm giữ chìa khóa cho tương lai của mình, trong 7 ngày tới này sẽ là cơ hội để bạn chứng minh bản lĩnh và khả năng của mình. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng trong 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới này, vận trình của người tuổi Nhâm Dần mở ra một bức tranh đầy hứa hẹn về sự nghiệp. Đây là thời điểm mà sự khéo léo và tài năng giao tiếp của bạn sẽ được phát huy tối đa. Những mối quan hệ với đồng nghiệp, tiền bối và khách hàng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp bạn vượt qua những thử thách trong công việc. Nếu bạn biết cách tạo dựng và duy trì những mối quan hệ này, thì thời điểm này sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội làm việc ưng ý. Khung cảnh công việc của bạn sẽ trở nên ổn định hơn với cơ hội để bạn mở rộng mạng lưới xã hội. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm những kết nối mới. Không chỉ trong công việc mà ngay cả trong đời sống tình cảm, thời điểm này cũng sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để gắn kết và thắt chặt mối quan hệ với những người xung quanh. Hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác, vì rất có thể bạn sẽ tìm thấy những đồng minh giá trị trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, bạn cần phải lưu tâm đến việc điều tiết kế hoạch và thời gian của mình. Đừng để khối lượng công việc dồn dập khiến bạn cảm thấy rối rắm và mất kiểm soát.
Hãy học cách lập kế hoạch rõ ràng và phân bổ thời gian một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về công việc và có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình. Sự tự tin sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách mà bạn có thể gặp phải. Sử dụng tư duy, lý trí để đánh giá tình hình thực tế và tìm kiếm những hướng đi thuận lợi cho bản thân. Mỗi quyết định bạn đưa ra trong thời gian này đều có thể ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và hành động với quyết tâm. Tóm lại, trong 7 ngày tới là thời điểm mà tuổi Nhâm Dần cần phát huy hết năng lực của bản thân, xây dựng các mối quan hệ và điều chỉnh kế hoạch công việc một cách khéo léo. Hãy sẵn sàng đón nhận những thách thức và cơ hội mới, vì thời điểm này sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị và bất ngờ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới là một thời điểm đầy hứa hẹn cho tài lộc của tuổi Nhâm Dần. Sự xuất hiện của chính tài mang đến một luồng sinh khí mới, khiến tài chính của bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn nên cân nhắc những cơ hội đầu tư có lợi, vì khả năng sinh lời cao đang chờ đợi. Bạn hãy nhanh chóng nắm bắt những cơ hội này để tối ưu hóa lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về tài chính, bạn cũng cần chú ý đến việc quản lý cảm xúc của mình. Tứ lục bay về phương Tây Bắc nhắc nhở bạn rằng kiềm chế là một yếu tố quan trọng trong việc chi tiêu. Dù cho thu nhập của bạn có cao hay thấp, điều cốt yếu chính là bạn tiết kiệm được bao nhiêu. Hãy nhớ rằng, việc sở hữu nhiều tiền không có nghĩa là bạn có thể tiêu xài thoải mái. Sự khôn ngoan trong chi tiêu sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn cho bạn trong thời điểm này. Hãy đặt ra các kế hoạch chi tiêu rõ ràng và cụ thể. Đừng để bản thân bị cuốn theo những cơn sóng mua sắm nhất thời. Việc mua sắm không kiểm soát có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có, khiến bạn lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, sự thận trọng trong chi tiêu là chìa khóa để duy trì sự ổn định tài chính. Ngoài ra, hãy tận dụng thời điểm này để suy nghĩ về các chiến lược đầu tư dài hạn. Nếu bạn có ý định đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc các lĩnh vực khác, đây có thể là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa kế hoạch của mình. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ những chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Tóm lại, trong 7 ngày tới sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần cơ hội tài lộc tuyệt vời. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, sự khôn ngoan và kiềm chế trong chi tiêu sẽ là yếu tố quyết định cho sự thịnh vượng, bền vững trong tương lai. Hãy hành động một cách thông minh và sáng suốt để tài chính của bạn không chỉ sáng rực trong thời điểm này, mà còn phát triển vững bền trong những tháng tiếp theo. Xét về phương diện tình cảm gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới này sẽ mang đến những sắc thái đa dạng trong chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Dần. Trong đó có cả những thách thức và cơ hội do sự tác động từ ngoại cảnh. Bạn có thể gặp phải một số vấn đề trong đời sống tình cảm, khiến tâm trí bạn thường xuyên bị lôi cuốn vào những suy nghĩ về quá khứ. Những kỷ niệm và nỗi đau xưa cũ có thể trở lại, làm cho bạn cảm thấy bất an và lo lắng. Để vượt qua giai đoạn này, điều quan trọng là bạn cần phải phân định rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại. Hãy học cách chấp nhận những gì đã qua và cải thiện những hiểu lầm có thể tồn tại. Việc này không chỉ giúp bạn giải tỏa những áp lực, mà còn tránh được những mâu thuẫn không đáng có trong chuyện tình cảm. Đừng để những kỷ niệm xưa chi phối cuộc sống hiện tại của bạn, mà hãy mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Ngoài ra, việc tự chăm sóc tâm hồn của mình cũng rất cần thiết. Hãy tìm cách làm dịu những lo lắng và áp lực nội tâm mà bạn đang phải gánh chịu. Sự tự chăm sóc không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà còn tạo ra một không gian tinh thần tích cực, từ đó cải thiện các mối quan hệ xung quanh. Trong thời điểm này, bạn cũng nên đầu tư nhiều hơn vào tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để gắn kết với cha mẹ, con cái và anh chị em. Hãy dành thời gian bên họ, chia sẻ những câu chuyện và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Giai đoạn này hứa hẹn mang lại những cảm xúc ấm áp và giúp bạn tìm kiếm được những mối quan tâm mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng và không nên dễ dàng bị cuốn vào những ảo tưởng hay kỳ vọng quá cao, nhưng mong đợi không thực tế có thể dẫn đến thất vọng. Hãy giữ cho trái tim bạn mở rộng, nhưng đồng thời cũng hãy giữ vững lý trí, tránh để những ước mơ trở thành gánh nặng cho chính mình. Tóm lại, trong 7 ngày tới này sẽ là một hành trình khám phá trong lĩnh vực tình cảm của tuổi Nhâm Dần. Hãy nhớ rằng,
Tình yêu và sự quan tâm không chỉ là những cảm xúc đơn thuần, mà còn là những hành động thực tế mà bạn dành cho những người thân yêu. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới đối với người tuổi Nhâm Dần, thời điểm này mang đến những tín hiệu tích cực về sức khỏe. Ngũ hành tương sinh đang vận hành hài hòa, giúp sức khỏe của bạn được cải thiện một cách rõ rệt. Có thể bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân và điều này đã dẫn bạn đến việc xây dựng những kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với nhu cầu của chính mình. Rất nhiều người trong số bạn đã có những bước tiến ấn tượng trong hành trình cải thiện vóc dáng. Mục tiêu giảm cân mà bạn đặt ra không chỉ được hoàn thành, mà còn mang lại cho bạn sự tự tin và niềm vui mới trong cuộc sống. Sự thon gọn và vóc dáng cân đối không chỉ là kết quả của sự cố gắng, mà còn là biểu tượng của sức khỏe và năng lượng tích cực. Bạn sẽ thấy mình không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn tràn đầy sức sống, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu tích cực, bạn cũng cần lưu ý đến tình hình sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi trong gia đình. Thời điểm này, sức khỏe của họ có thể gặp phải một số vấn đề, đặc biệt là người lớn tuổi rất dễ gặp phải tình trạng mạch máu khó thông suốt. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Hãy chăm sóc và chú ý đến chế độ dinh dưỡng của họ, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. Đồng thời, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng vô cùng quan trọng, đảm bảo rằng bạn có các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và người thân. Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, mà còn tạo ra cảm giác an tâm cho cả gia đình. Tóm lại, trong 7 ngày tới sẽ là một giai đoạn thú vị đối với sức khỏe của tuổi Nhâm Dần. Hãy tận hưởng những thành quả mà bạn đã đạt được, đồng thời chăm sóc những người xung quanh mình. Sự chú ý và tình yêu thương dành cho sức khỏe không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn góp phần tạo dựng một môi trường sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi người. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng trong 7 ngày tới. Khẩu quyết: tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962, đúng trong 7 ngày tới. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Thời điểm này sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống cá nhân. Nguyệt lệnh sẽ chiếu sáng, khuyến khích bạn thể hiện bản thân một cách tự tin và quyết đoán. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu những dự án mới hoặc phát triển những ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mới hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc, đừng ngần ngại tiến bước, sự quyết tâm và năng lực của bạn sẽ được công nhận. Trong lĩnh vực tình cảm, mối quan hệ với gia đình và bạn bè sẽ trở nên ấm áp hơn. Hãy dành thời gian cho những bữa ăn sum họp, tạo cơ hội để trò chuyện và gắn kết với những người thân yêu. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến khả năng giao tiếp của mình. Hãy lắng nghe những ý kiến và cảm xúc của người khác để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Sức khỏe sẽ là một điểm cần chú ý trong thời gian này. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng do khối lượng công việc lớn. Hãy nhớ rằng việc chăm sóc bản thân cũng quan trọng không kém. Hãy dành thời gian cho việc thư giãn, có thể là một buổi đi dạo, tập yoga hay đơn giản là đọc sách. Những hoạt động này sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng và sự cân bằng. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 cho đến ngày 15 rằm tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Bước vào thời điểm này, có thể bạn sẽ gặp một số thử thách trong công việc. Sự cạnh tranh có thể trở nên gay gắt hơn và bạn sẽ cần phát huy tính sáng tạo của mình để giải quyết vấn đề. Đây là thời điểm mà bạn cần giữ sự bình tĩnh và lý trí, không nên để những áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình. Trong lĩnh vực tình cảm, có thể có những xung đột nhỏ trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với cách bạn giao tiếp và truyền đạt cảm xúc. Hãy dành thời gian để thảo luận và lắng nghe nhau nhằm giải quyết những mâu thuẫn có thể xảy ra. Đôi khi, chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành có thể làm thay đổi mọi thứ. Về sức khỏe trong thời gian này, yêu cầu bạn phải chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút,
một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn phục hồi sức lực và tinh thần. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, có những thứ bạn càng mong bạn càng bị vượt khỏi tầm tay, và bí quyết thoát nghèo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi bạn chấp nhận thực tế để nỗ lực vươn lên tốt hơn mỗi ngày mới là khôn ngoan. Ai cũng mơ về cuộc sống giàu có, sung sướng, nhưng hầu hết chúng ta toàn làm sai cách, nên dù có chăm chỉ, nỗ lực nhưng không đúng chỗ thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Vậy làm thế nào để cuộc sống của bạn có thể thay đổi? Dưới đây là 4 nguyên tắc Phật dạy, hay còn gọi là bí quyết thoát nghèo, mà bạn nên biết. 1. Dù nghèo vẫn cố gắng giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng mình nghèo nên không có khả năng làm gì. Ngay cả việc hỗ trợ ai đó, việc mong muốn giúp đỡ xuất phát từ trong tâm là hành động tốt đẹp, dù nho nhỏ cũng đủ làm ấm áp tình người. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật: con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời: không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Nhiều người thường nghĩ, đợi khi nào mình thật giàu mình sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng đợi bao giờ bạn mới giàu đây? Thực tế, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng tiền bạc. Đọc qua bài viết "Khi nào có thể giúp người tiểu", đủ để bất ngờ khi tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, hãy thực hành ngay từ lúc này. Đúng là người giàu làm phước rất dễ dàng, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. 2. Không bao giờ mong giàu. Nghe có vẻ nực cười khi bí quyết thoát nghèo lại là không mong mình giàu, nhưng bạn nên hiểu rằng nếu bạn muộn phiền, dằn vặt, đau khổ chỉ vì mình chưa giàu nổi thì có phải là điều gì tốt đẹp? Ít nhất chúng ta phải biết chấp nhận hoàn cảnh và từ đó có động lực vươn lên, không nên như những kẻ khát khao giàu có quá mà làm những việc tổn phước để có được tiền bạc. Họ đâu biết rằng nếu phước đức không lớn thì lúc nào đó tiền bạc đó của bạn rồi cũng sẽ đội nón ra đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng giàu có mới có khả năng làm phước, nhưng không phải vậy. Chúng ta phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Đó là lý do theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, đổi giận không ngờ từ việc làm nhỏ. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích, chúng ta giúp người giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 3. Nghèo khổ cũng là cơ hội. Chúng ta tồn tại trên đời này là để học tập một điều gì đó. Ví dụ như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ là để chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh những người cùng cảnh ngộ, thương yêu những người khác đang bị xã hội bỏ quên. Có như vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Khi chúng ta thấu hiểu lòng người, biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác dễ dàng hơn. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Vì những người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua. 4. Hiểu rằng mình nghèo là do mình đã từng sai lầm. Chắc có đôi lần bạn phân vân tự hỏi, vì sao có người sinh ra đã là công chúa, hoàng tử, trong khi đó có người sinh ra lại là con của một người ăn mày. Đó là do duyên lành từ trong quá khứ đã tạo ra quả ngọt ở kiếp này. Những người mà chúng ta hay cho rằng họ may mắn, thực ra họ đã sống thiện lương, giúp đỡ nhiều người ở kiếp trước và nay họ được đền đáp lại mà thôi. Bí quyết thoát nghèo ở đây đó là hiểu ra vì sao bạn nghèo. Có thể một phần lý do là quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới thức tỉnh bản thân, tránh xa những điều gây tổn hại cho người khác, đồng thời sám hối những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Sám hối ở đây là phải có thái độ đúng, phải biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái vết này là sự sám hối, âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Cũng có thể chúng ta chẳng thể đủ duyên để biết mình đã phạm lỗi lầm gì trước đây, vì thế ở hiện tại cứ cố gắng tránh gây ra thêm lỗi lầm. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng trong 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.